Hôm nay Toto Chan rất buồn. Toto Chan giờ đã lên lớp 3 rồi. Và Toto Chan thích bạn Tai Chan học cùng lớp. Tai Chan thông minh, giỏi môn vật lý, người đầu tiên chạy. Toto Chan từ con cáo trong tiệm ăn cũng là Tai Chan. Toto Chan con cáo tiệm ăn là first. Rồi suốt cả ngày. Hôm đó Toto Chan đắm chìm trong ảnh hưởng. Từ Force chẳng thể mà sáng nào để học xa điểm. Việc đầu tiên Toto Chan làm bao giờ cũng sẽ cẩn thận gọt hết số bút chì cũng có trong hộp bút của Tai Chan. Trong khi bút chì của mình, Toto Chan toàn bằng răng. Hôm nay Tai Chan đã gọi Toto Chan lại. Lúc đó là giờ nghỉ trưa. Toto Chan đã lang thang gần chỗ đề phốt ở phía sau hội trường thì nghe thấy tiếng gọi đầy vẻ bực tức của Tai Chan. Toto Chan giật mình.